hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Huyện Định Hóa đã tổ chức các đoàn đi thăm, động viên và tặng quà một số gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Sáng ngày 25 tháng 7, đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện đã đi thăm tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn thị trấn Chợ Chu. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Đặng Văn Sùng, sinh năm 1952, là thương binh mất 35% sức khỏe, trú tại phố Trung Tâm. Thăm gia đình bà Cao Thị Mì, sinh năm 1930, là mẹ liệt sĩ Đặng Duy Hiển, trú tại tổ dân phố Chợ Chu, thị trấn Chợ Chu. Tại các gia đình, đồng chí Bí thư huyện ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe và trao quà cho gia đình, mong rằng các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp tâm sức cho địa phương nơi cư trú, không ngừng phát triển. Cũng trong ngày 25 tháng 7, đoàn do đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà hai thương binh tại xã Bảo Cường. Đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà ông Vũ Văn Cường là thương binh 31% tại xóm Bái Hội, xã Bảo Cường và ông Lưu Văn Hậu, sinh năm 1948, là thương binh 35%, nhiễm chất độc hóa học 41-60% ở xóm Tân Tiến, xã Bảo Cường. Tại các gia đình, đồng chí Đàm Tiến Niên, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy và các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà cho các gia đình chính sách mỗi suất trị giá 700.000 đồng. Đây là hoạt động ý nghĩa được huyện Định Hóa thực hiện hàng năm nhằm thể hiện trách nhiệm của cả hệ thống chính trị đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình người có công với cách mạng, đồng thời nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng dân tộc, các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đoàn do đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách tại xã Đồng Thịnh. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng, sinh năm 1953, bệnh binh mất 61% sức khỏe, trú tại xóm Làng Bèn, xã Đồng Thịnh. Thăm gia đình ông Hà Đức Lợi, sinh năm 1950, bị nhiễm chất độc hóa học, trú tại xóm Làng Búc, xã Đồng Thịnh. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo địa phương cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên người có công, gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương mẫu mực để giáo dục con cháu học tập và noi theo, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đoàn do đồng chí Hoàng Văn Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà hai gia đình chính sách tại xã Phúc Chu. Gồm gia đình bà Nguyễn Thị La, sinh năm 1944, là vợ liệt sĩ Triệu Đình Trúc, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thăm gia đình ông Lường Văn Tám, bị nhiễm chất độc hóa học 61%. Đoàn do đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà hai gia đình tại xã Phượng Tiến. Đoàn đã tới thăm gia đình ông Hoàng Văn Toán, sinh năm 1948, ở xóm Lợi B. Ông Toán bị nhiễm chất độc hóa học 41% trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Thăm gia đình ông Phùng Văn Hưng, sinh năm 1958, tại xóm Phải, xã Phượng Tiến, là thương binh 41%. Tại các gia đình, các đồng chí lãnh đạo huyện và lãnh đạo địa phương cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình người có công, gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương mẫu mực để giáo dục con cháu học tập và noi theo, đóng góp công sức xây dựng quê hương đất nước và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.